Tôi tên là Tessa. Tôi học lớp 4. Tôi sinh ngày 10 tháng 11 năm 2004. Tôi thích ăn trái nhỏ. Tôi học trường SSIS năm 2011. Thầy tôi ngoan, tha phép hoài rất giỏi. Tôi phương các cô xa phương dạy vệ sinh bánh trôi đàn rắn hoặc bà bán phương ngủ khô giỏi tính ngủ giỏi dưỡng. Tôi thích ăn nhỏ, tôi không thích trái tỏng.